Hàng ngày, cán bộ, người lao động đi đến làm việc tại công ty này buộc phải thực hiện nghiêm việc đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang suốt quá trình làm việc. Đặc biệt, từ khi đợt dịch COVID-19 bùng phát từ cuối tháng 4 cho đến nay, công nhân, người lao động đều phải thực hiện việc khai báo y tế, nhất là với những người vừa nghỉ phép xong hoặc mới vào làm việc. Cùng với đó, việc điều chỉnh giờ làm việc giãn cách để hạn chế tập trung quá đông công nhân trong một ca cũng được các đơn vị thực hiện trong giai đoạn cao điểm hiện nay. Khi mà tới công ty làm việc á, thì mình sẽ đeo khẩu trang này, thực hiện phun khử khuẩn này và cố gắng giãn cách nhất để đảm bảo sao cho là vừa có thể thực hiện tốt đơn hàng mà vừa có thể đảm bảo an toàn mùa dịch. Đầu tiên thì phòng hành chính nhân sự của công ty thường xuyên cập nhật các cái chỉ đạo, chỉ thị của các cơ quan chức năng và tuân thủ, từ đó là đưa ra các cái văn bản hướng dẫn cho cán bộ công nhân viên. Ví dụ như là kiểm tra cán bộ công nhân khi vào công ty thì kiểm tra về thân nhiệt, tiến hành vệ sinh xịt khử khuẩn. Ngoài ra là tiến hành chuyển đổi các cái cuộc họp từ họp gặp mặt trực tuyến thì chuyển sang họp online, và các cái đơn vị khách hàng, đơn vị nhà thầu thì đến công ty đều phải khai báo và cách ly. Kế hoạch, kịch bản chi tiết các phương án phòng chống dịch để tránh rơi vào thế thụ động khi có tình huống xảy ra với phương châm phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình đã được các doanh nghiệp tăng cường thực hiện. Khi các thị trường nhập khẩu chủ lực của Lâm Đồng như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản đã bắt đầu mở cửa trở lại, các đơn hàng nhập khẩu rau củ quả đông lạnh, thực phẩm và nguyên liệu chế biến thực phẩm, may mặc dần hồi phục. Hơn lúc nào hết, các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cũng phải được quyết liệt triển khai để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ kép, vừa sản xuất vừa đảm bảo an toàn phòng dịch. Biết rất là lo lắng và cái mối nguy COVID không những ở trong khu vực Lâm Đồng mà cả nước nói chung, và cũng có những cái biện pháp phòng thủ, huấn luyện anh em có những cái kịch bản để đối phó với những tình huống xấu xảy ra, và cũng là liên tục cập nhật thông tin từ hệ thống kênh thông tin báo chí như là báo hoặc là đài, để mà cũng như các cái văn bản chỉ đạo của cấp chính quyền địa phương phối hợp và chặt chẽ để anh em hoạt động trong cái trạng thái an toàn, không ảnh hưởng tới sản xuất. Người lao động công ty phải thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo phòng chống COVID của nhà nước, của chính phủ. Chúng tôi thực hiện bằng cách là buổi sáng thì sát khuẩn ngay cho người lao động ở cổng công ty, đo thân nhiệt, yêu cầu tất cả đeo khẩu trang. Những nơi vệ sinh công cộng như nhà vệ sinh, nhà ăn thì có đầy đủ các nước sát khuẩn, xà bông để cho người lao động thực hiện cái việc vệ sinh. Trước những diễn biến ngày càng khó lường của dịch COVID-19, hầu hết các công ty, doanh nghiệp ở các khu công nghiệp Lâm Đồng đã xây dựng và chuẩn bị những phương án tốt nhất để có thể duy trì hoạt động sản xuất và đảm bảo đời sống cho công nhân, người lao động trước những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Cán bộ công nhân viên trong công ty cho đến nay cũng phải giãn cách bằng cách là chia ra làm nhiều ca làm việc, nhiều ca kíp khác nhau, để trong trường hợp lỡ có những cái trường hợp F0, F1 mà ở trong công ty thì chúng tôi vẫn cứ có những cái bộ phận khác có thể làm việc được. Song song với nó, trước cái tình hình mà dịch bệnh tương đối là trầm trọng như hiện nay, nhất là trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, thì chúng tôi cũng đã xây dựng những cái phương án là cán bộ công nhân viên trong trường hợp mà bị lockdown thì chúng tôi cũng có cán bộ công nhân viên sẽ ở lại, ăn ở ngay tại trong công ty để làm việc. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn đang tập trung duy trì sản xuất theo phương châm 3 tại chỗ và 5K. Đồng thời, các ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng sẽ tiến hành thanh kiểm tra từ nay đến cuối tháng 8 năm 2021 và quyên quyết dừng sản xuất đối với doanh nghiệp không đáp ứng các yêu cầu phòng chống dịch.